Ngày 9 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn lãnh đạo quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy quân khu 7 đến thăm chúc Tết Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn đến thăm và chúc Tết, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu 7 trước thềm năm mới. Đồng chí cũng thông tin một vài kết quả nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó thành phố và lực lượng vũ trang quân khu 7 đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Cùng với đó, đồng chí chia sẻ hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 đồng lại trong lòng người dân và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mong muốn lực lượng vũ trang quân khu 7 tiếp tục phát huy những kết quả thời gian qua. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ dự báo năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn thử thách hơn năm trước. Vì vậy, đồng chí gửi gắm lực lượng vũ trang quân khu 7 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời chú ý thêm mặt trận phi truyền thống đang thách thức phía trước, chủ động đề ra các kế hoạch, không để bị động bất ngờ. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thông tin tới đây thành phố sẽ triển khai nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với lực lượng vũ trang quân khu 7 phải có tâm thế khát khao để nỗ lực, phát huy nhiều hơn nữa cho xứng đáng với tiềm năng vị thế của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng chí nhấn mạnh lực lượng vũ trang quân khu 7 cùng với thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước và thành phố Hồ Chí Minh.